chủ đầu tư sẽ bị phạt tối đa tới 1 tỷ đồng nếu chậm các hồ sơ làm sổ đỏ cho người dân. Đây là một trong nội dung mới của Nghị định 91 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực kể từ năm sau mà chính phủ mới ban hành. Thông tin này với những hộ mà đã có sổ đỏ thì chắc không mấy là quan tâm, nhưng với những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi tờ giấy này tới 5 hay thậm chí là 10 năm thì hẳn sẽ là một tin rất là động tích cực. Tuy nhiên, chế tài xử phạt mới này đã đủ mạnh để chấm dứt tình trạng này hay chưa thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. 5 năm sau khi đã đóng đủ 100% các khoản phí để mua căn hộ, gia đình chị Vân cũng như hơn 370 hộ dân ở chung cư này vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ để cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Dù đã khiếu kiện nhiều nơi, nhiều lần, nhưng đến nay người dân chỉ nhận được sự im lặng từ phía chủ đầu tư cũng như các cấp chính quyền. Bây giờ chúng tôi có muốn thế chấp hay muốn vay ngân hàng hay là muốn bán đều không được, hoặc là nếu có bán thì rất là rớt giá. Rơi vào hoàn cảnh còn trớ trêu hơn, gần 370 hộ dân của chung cư Duyên Hải tại 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội, sau 10 năm hoàn tất nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, nhưng việc cấp sổ đỏ vẫn chỉ là lời hứa. Chủ đầu tư thì vẫn viện vào các lý do như là có sự chuyển đổi về chủ đầu tư và cái thu nhập, cái thuế nó tăng, cho nên là họ vẫn chây ì và không tạo điều kiện cho chúng tôi có sổ đỏ. Việc mà chưa có sổ đỏ sau 10 năm thì nó gây bức xúc rất lớn cho cư dân. Ngoài cái thiệt hại về mặt kinh tế thì cái mất mát lớn là cái niềm tin của cư dân đối với các một doanh nghiệp quân đội. Theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai mới được chính phủ ban hành, thì chủ đầu tư các dự án này sẽ bị xử phạt tối đa lên đến 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng chưa rõ chế tài xử lý với các cơ quan chức năng nếu chậm trễ xử phạt các chủ đầu tư vi phạm. Trong nghị định 91 chúng tôi chưa thấy có các cái quy định xử phạt các cơ quan quản lý, mà mới dừng lại ở việc xử phạt các chủ dự án. Nếu có thể chúng ta cần thiết cũng phải bổ sung việc xử phạt cả các cơ quan quản lý để làm thế nào bảo đảm quyền lợi của những người dân khi đã mua được nhà ở. Trong nghị định mới ban hành cũng đã quy định rõ, chủ đầu tư nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho người mua căn hộ trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ đầu tư hiện chưa biết đến bao giờ mới có thể hoàn tất thủ tục này cho người mua nhà.